Giã Sử truyện. Trận đồ bàn. Trần Duệ Tông thân chinh đánh Chiêm Thành, chế bồng Nga Dụng không thành kế. Vào năm 1360, con trai út của vua Chế A Nan là Chế Bồng Nga lên ngôi quốc vương Chiêm Thành, đống đô ở Vizaya, mở ra một thời kỳ thịnh trị và hùng cường cho đất nước Champa cả về mặt kinh tế lẫn quân đội. Ngay từ khi mới lên ngôi, vua cho tu sửa, mở rộng thêm kinh thành Đồ Bàn để đề phòng sự tấn công của Đại Việt ở phía Bắc. Phía Đông cho xây dựng thêm thành Thị Nại, làm bức bình phong cho kinh đô ở mặt phía Đông, và bảo vệ hải cảng quan trọng bậc nhất Champa lúc bấy giờ đó là cảng Thị Nại. Vào thời kỳ này, cảng Thị Nại là nơi giao thương, buôn bán trao đổi hàng hóa từ các nước như Trung Quốc, Đại Việt, Ấn Độ, Java và các quần đảo lân cận. Bên trong còn có đầm Thị Nại, được bao bọc bởi những bãi cát dài hàng trăm dặm, là nơi quốc vương Chế Bồng Nga đóng thuyền, luyện tập thủy binh và là nơi trú ngụ của các thuyền buôn khi có bão hay cướp biển. Nói về quân đội Chiêm Thành, từ khi quốc vương Chế Bồng Nga lên ngôi, ngài đã bộc lộ tài năng thiên bẩm là một võ tướng hiếm có của đất nước Champa. Để xây dựng được một đội quân hùng mạnh và tinh nhuệ, ngài chiêu dụng thêm rất nhiều binh sĩ từ các vùng về kinh thành Đồ Bàn, dạy binh sĩ luyện tập tượng binh, sắp xếp đội hình, đặc biệt là đóng thuyền và luyện tập thủy binh ở đầm Thị Nại. Trong sách Việt Nam Lược Sử của Trần Trọng Kim có viết: "Và bấy giờ ở nước Nam ta, vua Dụ Tông chỉ lo việc hoang chơi, không tưởng gì đến việc võ bị, mà ở bên Chiêm Thành thì có Chế Bồng Nga là một ông vua anh hùng, có ý đánh An Nam để rửa những thù trước. Vậy cho nên hết sức tập trận, luyện binh, bắt quân lính phải chịu khó nhọc cho quen, dàn trận voi cho tiện đường lui tới, thắng thì cho voi đi trước để xung đột, bại thì cho voi đi sau để ngăn giữ quân nghịch. Nhờ cách xếp đặt có thứ tự, dụng binh có kỷ luật như thế, cho nên quân Chiêm Thành từ đó mạnh lắm. Sau đánh phá thành Thăng Long mấy lần, làm cho vua tôi nhà Trần phải kính sợ mấy phen. Từ đó mà quân đội Champa dưới thời kỳ Chế Bồng Nga trị vì vô cùng hùng mạnh. Được chia ra làm các đội binh gồm tượng binh, kỵ binh, bộ binh, thủy binh, lại được luyện tập cách dàn trận, công thành vô cùng bài bản, là đội quân tinh nhuệ bậc nhất mà quân đội Champa từng có được. Vào thời kỳ đó, ước chừng quốc vương Chế Bồng Nga có 10 vạn quân, cùng với hàng trăm thước voi, hàng ngàn ngựa chiến, thuyền chuyến, trải khắp kinh thành Đồ Bàn kéo ra cảng Thị Nại, uy thế ngập trời. Năm 1361, sau khi lên ngôi một năm, để xem xét tình hình quân đội Đại Việt khi đó, ngài cho quân tiến đánh cửa biển Dĩ Lý, đến năm sau lại đưa quân tấn công Hóa Châu, tức Thừa Thiên Huế ngày nay. Vua Trần Dụ Tông sai, tướng quân là Đỗ Tự Bình đem quân chống trả, đồng thời cho xây dựng và củng cố lại quân đội ở vùng đất này, nhằm đề phòng sự tấn công của Chiêm Thành về sau. Sau một thời gian dài luyện tập quân đội, vào năm 1368, quốc vương Chế Bồng Nga cử sứ sang Đại Việt yêu cầu vua Trần Dụ Tông trả lại Châu Ô, Châu Lý, tức vùng đất từ đèo Hải Vân, Thừa Thiên Huế đến Bắc Quảng Trị ngày nay, mà khi xưa vua Chế Mân có đem làm sính lễ để cưới công chúa Huyền Trân của Đại Việt về vào năm 1306. Công chúa Huyền Trân là con gái của Thượng Hoàng Trần Nhân Tông, em gái của vua Trần Anh Tông. Vua Trần Dụ Tông giết chết sứ giả, khước từ yêu cầu của Chiêm Thành, đồng thời đem quân tấn công vào vùng đất Injapura, tức Quảng Nam ngày nay, để thị uy, nhưng bị quân đội Chiêm Thành đẩy lui. Cùng trong năm đó, Chế Bồng Nga gửi sứ sang nhà Minh mang lễ vật gồm voi, hổ và các sản vật quý hiếm khác tiến cống. Vua Minh là Trung Nguyên Trương Phong cho Chế Bồng Nga làm Chiêm Thành quốc vương và ban cho ấn tín. Từ đó hàng năm Chiêm Thành đều mang lễ vật sang tiến cống. Trong Minh Thực Lục của Trung Hoa có viết rằng Chế Bồng Nga đem binh thuyền ra đánh Hải Khấu và mang về 20 thuyền chở 31 tấn gỗ quý, liền cho người đưa sang tiến cống nhà Minh, khiến vua Minh rất hài lòng, ban thưởng hậu hĩ, cho thấy chính sách ngoại giao vô cùng mềm dẻo với nhà Minh để được nhà Minh bảo hộ và buông lỏng việc giao tranh với Đại Việt sau này. Đến năm 1371, triều đình nhà Trần xảy ra nội loạn, nhận thấy thời cơ đã tới, quốc vương Chế Bồng Nga đem đội thủy binh đi vào cửa biển Đại An của Đại Việt rồi tiến vào Thăng Long. Ngài tiến vào Thăng Long như chỗ không người, quân đội nhà Trần chỉ chống cự yếu ớt rồi rút chạy, Trần Nghệ Tông và các quần thần cũng theo đó mà rút chạy khỏi Thăng Long. Năm 1372, Trần Nghệ Tông nhường ngôi cho em là Trần Kính, tức Trần Duệ Tông, rồi tự mình lên làm Thái Thượng Hoàng. Vua Trần Duệ Tông được cho là người tài giỏi, vua dốc lòng phục hưng lại nhà Trần sau các biến loạn mà các vị vua đời trước gây nên. Để trả thù việc Chiêm Thành đánh phá Thăng Long, vua cho xây dựng lại quân đội, tuyển chọn nhân tài, dốc sức luyện tập thủy binh. Năm 1376, quốc vương Chế Bồng Nga đem quân đi thăm dò quân đội nhà Trần, nhận thấy quân đội nhà Trần lúc này khí thế hùng mạnh, ngài sai sứ nộp 10 mâm vàng thông qua tướng quân Đỗ Tự Bình để hòa hoãn với Đại Việt. Đỗ Tự Bình lại nảy lòng tham, tự mình chiếm hết số lễ vật này rồi về tâu với vua Trần Duệ Tông là quân Chiêm Thành hung hăng, kiêu ngạo đang
sắm sửa binh lực để chuẩn bị tiến đánh Đại Việt. Vua Trần Duệ Tông nghe tới đây thì bừng bừng nổi giận, liền ra chiếu chỉ dẫn quân thân chinh Bình Chiêm Thành. Các quan đại thần như Lê Thích, Trương Đỗ can ngăn rằng triều đình mới chấm dứt nội loạn không lâu, đất nước cần thời gian để lấy lại sự hưng thịnh như trước kia. Bây giờ vua thân chinh đem quân đi đánh Chiêm Thành, quốc kiệt, lực kiệt, nhân dân đói khổ lầm than, sợ nhân đó mà trong nước sẽ có biến loạn. Vua Trần Duệ Tông không nghe lời can, sai Lê Quý Ly đốc vận quân lương đến cửa bể Di Luân, ngày nay có tên là cửa sông Giòn, nằm giữa hai xã Cảnh Dương và Quảng Phú, thuộc huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình, và sai quân dân ở Thanh Hóa, Nghệ An và Diễm Châu phải tải 50,000 thạch lương thảo đến Hóa Châu và rước Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông đi duyệt binh ở sông Bạch Hạc. Đầu năm 1377, vua Trần Duệ Tông thân chinh cầm 120,000 đại binh tiến đánh Chiêm Thành. Vua cho đóng quân luyện binh một tháng ở cửa bể Nhật Lệ, nay thuộc làng Đồng Hới, huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình, rồi cho binh lính đi thăm dò địa thế cũng như tình hình quân Chiêm. Trong quân, vua cùng các tướng bàn kế sách tấn công, chia quân ra làm hai đạo binh, một đạo cho Lê Quý Ly nắm giữ 30,000 bộ binh đi theo đường bộ tấn công vào mặt Bắc kinh thành Đồ Bàn, đạo thứ hai đích thân vua Trần Duệ Tông thống lĩnh đi đường biển vào cửa thị nại, rồi men theo đường sông tấn công phía đông kinh thành Đồ Bàn, đạo phía bắc của Lê Quý Ly nhằm dẫn dụ quân Chiêm ra nghênh chiến. Đạo thứ hai của vua Trần Duệ Tông sẽ tấn công bất ngờ vào thành Đồ Bàn, nhằm khiến quân Chiêm trở tay không kịp. Sau một tháng luyện tập quân binh và hợp mưu, binh tướng quân Trần chuẩn bị ra trận tiến về thành Đồ Bàn, thì mấy ngày liên tiếp biển động, sóng dữ. Vua Trần Duệ Tông không sao tiến binh được, vua dự chẳng lành, như có điểm báo gì chăng liền cho lập đàn cúng thần biển. Đêm hôm đó vua nằm mộng thấy thần biển tới báo mộng bắt phải cống nộp một mỹ nữ thì mới cho qua. Sáng dậy vua kể với các tướng, bà cung phi Nguyễn Thị Bích nghe được, liền gieo mình xuống biển sâu. Từ đó mà quân Trần mới tiến quân về phía nam được. Đến đời vua Lê Thánh Tông, bà được lập đàn giải thoát, xây đền thờ ở cửa biển và được phong làm Chế Thắng phu nhân. Trong kinh thành Đồ Bàn, được tin Trần Duệ Tông dẫn 120,000 binh đang tiến đánh, để tránh thương vong và hao tổn binh lực, quốc vương Chế Bồng Nga bàn mưu với các tướng bày không thành kế. Ngài lệnh cho quân binh trấn giữ ở các đồn gần cửa thị nại, khi quân Trần tiến đánh thì chỉ giả vờ chống giữ rồi nhanh chóng rút chạy, lại cho người loan tin là quốc vương Chế Bồng Nga cùng các tướng đã bỏ thành chạy trốn khỏi thành Đồ Bàn. Qua tháng Giêng năm Canh Tị, vào năm 1377, vua Trần Duệ Tông tiến quân về cửa thị nại, không gặp phải phục binh của quân Chiêm Thành ở đây, quân Trần nhanh chóng đánh chiếm đồn Thạch Kiều và đồng ý mang để làm nơi đóng quân. Quân Chiêm chỉ chống cự yếu ớt rồi rút chạy, quân Trần không dám đuổi theo vì sợ có phục binh. Đến đây, chỉ trong vòng một ngày, các đồn thành quan trọng phía đông thành Đồ Bàn đã bị quân Trần chiếm giữ, uy thế vua Trần Duệ Tông càng thêm củng cố. Nói về quốc vương Chế Bồng Nga bày không thành kế, để dẫn dụ vua Trần Duệ Tông tiến sâu hơn vào đất Chiêm Thành, ngài cho quân trong thành Đồ Bàn rút hết ra ngoài thành, cho đóng đồn án ngữ cách thành không xa. Đồng thời ngài bày sẵn phục binh ở các nơi hiểm yếu xung quanh thành Đồ Bàn. Trần Duệ Tông đóng binh ở gần cửa thị nại được 3 ngày, thì có tin báo quân của quốc vương Chế Bồng Nga đã rút chạy hết khỏi thành Đồ Bàn, thành Đồ Bàn giờ chỉ là một thành trống. Vua Trần không tin cho quân đi dò xét lần nữa, thì thấy trong thành Đồ Bàn đã náo loạn, dân chúng chạy trốn khắp nơi, trong thành chỉ còn các binh sĩ già và bệnh tật chống giữ, cửa thành bốn mặt đều mở toang không có quân phòng bị. Vua Trần Duệ Tông nghe vậy thì vui mừng trong lòng mà hét lớn, trời giúp ta rồi. Rồi ra lệnh toàn quân canh ba ngày mai tiến quân thẳng vào kinh thành Đồ Bàn. Sai người báo với Lê Quý Ly đang nắm đạo quân ở phía bắc cùng tiến quân hợp binh mà đánh thẳng vào kinh thành Đồ Bàn. Nói về các tướng khi nghe tin ấy thì nửa tin nửa ngờ, quân Trần chỉ mới tiến đánh có 3 ngày, chưa thấy quân Chiêm có sự chống trả quyết liệt với quân đội nhà Trần, mà nay đã rút chạy hết khỏi kinh thành Đồ Bàn. Các tướng tâu lên với vua Trần Duệ Tông về điều lạ này, sợ quân Chiêm đang bày kế dẫn dụ quân ta. Vua Trần Duệ Tông đáp, ta mình mặc giáp, tay cầm gươm, dãi gió dầm mưa, lội sông, trèo núi, vào sâu trong đất giặc, không một người nào dám chống lại, đó là trời giúp. Huống chi nay vua giặc nghe tiếng bỏ trốn, không có lòng đánh lại. Cổ nhân nói dụng binh quý ở nhanh chóng, nay lại dùng rằng không tiến nhanh, thế là trời cho mà không lấy, để nó lại có mưu khác, thì hối không kịp. Đại tướng Đỗ Lễ liền đứng ra can ngăn tiếp, quân Chiêm từ lúc quốc vương Chế Bồng Nga lên ngôi thì đã biết sửa soạn binh đao, ngày ngày luyện tập binh lính, học trận pháp nhằm trả mối thù với Đại Việt ta năm xưa. Nay quân ta tiến, quân Chiêm chỉ chống trả yếu ớt rồi rút chạy, quả là có điều bất thường. Xin bệ hạ đề phòng đừng tiến quân vội mà mắc bẫy quân Chiêm. Nói tới đây vua Trần Duệ Tông nổi giận mà quát lớn, tướng quân Đỗ Lễ thân là đại tướng đứng đầu vạn binh, mà lại đề cao quân địch, hạ thấp nhuệ khí quân ta, đáng tội gì. Nói rồi sai người cho đại tướng Đỗ Lễ mặc áo đàn bà, toàn quân quyết tâm tiến thẳng vào kinh thành Đồ Bàn. Vua tự mình dẫn quân tiên phong, lệnh cho Đỗ tự mình dẫn quân yểm hậu phía sau, đề phòng quân Chiêm mai phục thì dẫn binh ứng cứu.
quân đội nhà Trần nối gót nhau đi như sâu cá. Lòng quân kiêu ngạo mà tiến đánh, cứ tưởng quân Chiêm đã bỏ chạy hết mà không chú ý đến hàng ngũ, cánh trước cánh sau cách biệt nhau. Toàn quân đi vào trận địa mai phục của địch mà không hề hay biết. Nói về quốc vương Chế Bồng Nga hay tin quân đội nhà Trần đã mắc mưu mà tiến sâu vào kinh thành Đồ Bàn thì vô cùng vui mừng. Ngài đích thân dẫn binh lính dàn trận nghênh chiến, huy động toàn lực quân đội, quyết tâm một trận đánh bại quân Trần. Ngài cho quân mai phục sẵn ở núi Thiên Cốt, thừa cơ quân Trần tiến sâu vào thì đổ ra đánh vào mặc hậu của quân Trần. Mặc thành cho bố trí dàn quân thủ, trong thành tứ phía là tượng binh và bộ binh. Hai cánh kỵ binh đã trực chờ sẵn chặn đường rút lui của quân Trần. Mặt phái Bắc lại cho tướng là La Khả Trấn giữ núi Thập Tháp, mai phục chặn đánh quân bộ do Lê Quý Ly dẫn quân. Quốc vương Chế Bồng Nga đứng trên mặt thành quan sát, chờ đợi quân Trần vào bẫy. Bấy giờ quân Trần đã tiến đến chân thành Đồ Bàn. Vua tiến binh thì thấy binh lính Chiêm Thành đã bỏ chạy tán loạn, thành quách trống không, không có người canh gác. Vua vội thúc quân tiến vào thành. Cổng thành Đồ Bàn mở toang, quân binh nhà Trần hùng hổ tiến vào như cá gặp nước. Bỗng nhiên trống trận ở đâu nổ lên, từ phía cờ xí của vua Chế Bồng Nga dựng khắp mặt thành, cung tên bắn ra như mưa khiến quân Trần trở tay không kịp. Dàn tượng binh của Chiêm Thành cũng ồ ạt xông ra, giẫm đạp phá vỡ đội hình của quân Trần. Quốc vương Chế Bồng Nga trên thân voi mà tiến trận, binh sĩ quân Chiêm tạo thành vòng vây hãm. Vua Trần Duệ Tông lúc này mới hối hận đã không nghe lời can gián của các tướng mà dẫn quân vào con đường chết. Vua chỉ gương lên trời mà than rằng: "Trẫm hại các khanh rồi." Toàn quân nhà Trần hỗn loạn, lớp bị quân Chiêm ở mặt thành bắn chết, lớp bị tượng binh dẫm đạp mà tử trận vô số. Khi đó, vua Trần Duệ Tông bị trúng tên, các tướng vội mở đường máu cứu vua Trần Duệ Tông thoát khỏi vòng vây chạy ra ngoài thành. Binh lính nhà Trần mở vòng vây, toàn quân bị chia năm xẻ bảy, tán loạn rút chạy khỏi thành Đồ Bàn. Vừa mới rút chạy được hai dặm thì ở đâu trên ngọn núi Tiên Đỉnh lại có đội quân Chiêm mai phục sẵn đổ ra chặn đánh. Quân Trần cố chống trả nhưng bỏ mạng nhiều không kể xiết. Vua Trần Duệ Tông hốt hoảng lệnh binh lính mau sang người báo với tướng quân Đỗ Tự Bình và Lê Quý Ly đưa quân ứng cứu. Trên đường rút chạy, vua Trần Duệ Tông bị kỵ binh quân Chiêm truy đuổi tới động Hùng Mang, thì vết thương bột phát nặng mà băng hà tại đây. Từ đó mà nơi đây dân gian có câu lưu truyền: Chiêm nhân chi hỉ, Trần nhân chi sỉ. Quân lính nhà Trần bị giết sạch, duy chỉ có quân của tướng Đỗ Tự Bình. Lãnh quân Yểm Hậu khi nghe vua Trần Duệ Tông chúng mai phục đã không đưa quân đến ứng cứu, mà vội ra cửa sông thị nại mà chạy về nước. Nói về Lê Quý Ly dẫn quân tấn công Mặc Bắc kinh thành thì bị chặn lại ở núi Thập Tháp do tướng La Khải trấn giữ. Lê Quý Ly tìm cách hội quân với vua Trần Duệ Tông thì nghe tin vua Trần Duệ Tông đã tử trận, y vội dẫn binh rút về cửa bể Di Luân, rồi theo đường biển trở về Thăng Long. Tàn quân nhà Trần trở về Thăng Long, 10 phần thì chết hết 7, 8 phần. Khiến Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông và các quan lại nhà Trần vô cùng kinh hãi trước quân đội Chiêm Thành. Mà sau này hễ quốc vương Chế Bồng Nga dẫn quân ra bắt tiến đánh kinh thành Thăng Long thì vua tôi nhà Trần chỉ biết rút chạy, không còn tinh thần chống cự với quân Chiêm. Sau chiến thắng tại trận Đồ Bàn, quốc vương Chế Bồng Nga thừa thế tiến quân đánh tới Nghệ An và Thanh Hóa. Ảnh hưởng quân Chiêm lúc nào rất lớn, các tướng nhà Trần vì khí thế quân Chiêm quá hùng mạnh mà ra hàng rất nhiều, trong đó có Trần Húc là một vị hoàn thân của nhà Trần.